chương không một độ thuần thuộc giao diện bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đồng báo thất đội trở lại tư đồng sắt đổ bê tông cửa chính từ từ mở ra một nhóm phong trần mệt mỏi người cưỡi từ bên ngoài dục ngựa đi đến bọn hắn thân mang huyền ngân tỏa giáp tay cầm nhạn linh đao trên mặt nửa phó che khuất mặt mũi mặt nạ sắt nhìn xem liền rất uy phong hai bên trên giáo trường đang luyện võ hơn trăm tên áo vải thiếu niên nghe được tiếng la nhau nhau dừng lại động tác, hướng cái kia đội người cưỡi nhìn về phía nóng rực ánh mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng khát vọng. Mấy vị đại nhân ra ngoài chém yêu trở về, chắc hẳn lần này lại là công huân hiển hách, giết không ít tà ma đi. Thật hy vọng một ngày kia ta có thể gia nhập phục ma tư, thanh trừ tà ma, giúp đỡ thế đạo. Chúng ta tại quan quân doanh bên trong khổ luyện nhiều năm, không phải là vì cái này, tiếp tục thao bắt đầu luyện đi một ngày nào đó các đại nhân sẽ chú ý tới cố gắng của chúng ta mọi người ở đây lao nhau nghị luận thời khắc cách đó không xa một vị mày kiếm mắt sáng mặc như ngọc thiếu niên nhưng như cũ đứng tại cọc gỗ trước luyện tập quyền pháp ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng hướng địa phương khác nhìn về phía liếc mắt mười phần chuyên chú đi vào thế giới này đã có một năm bái tiền thân di lưu xuống ký ức phúc ninh tu đã thành thói quen thân phận của mình đồng thời nhận biết cho tới bây giờ thế đạo tình thế. Hơn 500 năm trước, các nơi chợt có tà ma các nơi hiển hiện, làm loạn thiên hạ, độc hại bách tính, làm cho thế gian dân chúng lầm than. Sau triều đình thiết kế phục ma tư, mời chào thiên hạ kỳ nhân dị khách, Phật đạo tăng sĩ, cộng đồng hợp lực chém yêu phục ma, thế đạo mới hơi trở nên chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cùng tà ma giao thủ, phong hiểm khó liệu, phục ma tư thường có nhân viên hy sinh, vì tăng thêm hoàn toàn mới huyết dịch, đền bù nhân thủ. Phục Ma Tư liền tại dưới cờ xây dựng quan quân doanh, tuyển nhận 10 đến 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, thống nhất huấn luyện. Đợi có người tuổi tròn 18, liền có thể tham dự doanh bên trong chọn lựa, thông qua người chính thức gia nhập Phục Ma Tư, mà chưa người bị tuyển chọn, liền sẽ được phân phối hướng các nơi châu phủ, huyện nha nhậm chức. Những người này tuy vô pháp trở thành Phục Ma Tư Phục Ma Úy, nhưng vẫn như cũ có bảo vệ bách tính, điều tra tà ma chi dụng. Thuần thuộc đối cọc gỗ đánh xong giáo đầu truyền thụ cho một bộ quyền pháp, Ninh Tu làm bộ thu sức lực, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên dương quyền, độ thuần thuộc địa mục theo trong đầu vang lên thanh âm, Ninh Tu hài lòng gật đầu, trước mắt chậm rãi hiện ra một cái hơi mờ giao diện. Nguyên dương quyền 4 tầng, 599, 800, kim chung tráo. 3 tầng, 211, 400. Một năm trước vừa xuyên qua thời điểm, nên Tu liền phát hiện mình có được một cái độ thuần thục giao diện. Bất kỳ cái gì công pháp võ học hắn chỉ cần khổ luyện, liền sẽ càng không ngừng gia tăng độ thuần thục, từ đó thực hiện nhanh chóng vào tay thậm chí là không ngừng đột phá. Một năm trôi qua hắn cần cù chăm chỉ, mỗi ngày không quản gió táp mưa xa, đều sẽ tiến về võ đài luyện tập hơn 10 lượt từ quan quân doanh giáo đầu truyền thụ xuống quyền pháp cùng hoành luyện công phu. Không đến tâm mỏi lực kiệt tuyệt không trở về nhà nghỉ ngơi, trình độ chăm chỉ cao, huấn luyện trình độ mạnh, toàn bộ quan quân doanh không người có thể so sánh với hắn. Chính là dựa vào cổ này chăm chỉ sức lực, bởi vậy Ninh Tu phá lệ chịu trong doanh giáo đầu xem trọng. Chỉ đợi hắn lại lớn tuổi mấy tuổi, võ học cơ sở trên lại nhiều lắng động hai năm, rèn luyện tâm tính, liền sẽ cùng phục ma tư bên kia tiến cử Ninh Tu tranh thủ một cái gia nhập phục ma tư cơ hội. Ninh Tu, phục ma quý các đại nhân bên ngoài chém yêu an toàn trở về quá uy phong, ngươi tại sao không đi nhìn xem nha. Ngay tại Ninh Tu chuẩn bị lại đánh một bộ nguyên dương quyền thời khắc, một tên màu da đen nhánh thiếu niên chạy đến bên cạnh hắn kích động nói. Người này tên là Hạ Vân Lan, chính là Ninh Tu tại quan quân doanh hảo hữu, so Ninh Tu lớn tuổi 2 tuổi, tâm nguyện liền là gia nhập Phục Ma Tư, là triều đình bốn phía chém yêu trấn ta. Tính toán số tuổi, hắn năm nay giống như đã có thể đi tham dự Phục Ma Tư tuyển chọn nhìn có làm được cái gì không bằng nắm chặt thời gian nhiều đánh mấy bộ quyền ninh tu nhìn xem cọc gỗ nghiêm túc nói gió mặt gió mưa mặt mưa giữ vững được một năm ninh tu tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian cũng mới đem nguyên dương quyền luyện đến tầng thứ tư mà kim chung tráo môn này hoành luyện công phu vào tay càng khó một năm trôi qua chỉ đạt tới tầng thứ ba nếu như lấy loại trình độ này gia nhập phục ma tư liền muốn đi trảm yêu trừ ma không khác là tự tìm đường chết. Vô luận mình 18 tuổi tuyển chọn ngày ấy có thế không thể gia nhập Phục Ma Tư, Ninh Tu đều nghĩ tận khả năng thử nghiệm đem nguyên dương quyền luyện đến không giới hạn cảnh giới, bởi vậy nắm chặt thời gian phi thường trọng yếu. Ngươi một năm qua này mỗi một ngày đều đang luyện quyền, bộ này nguyên dương quyền đối với ngươi mà nói đã sớm thuộc lầu, khắc trong tâm khảm, ngươi còn luyện nó làm cái gì, không bằng đi thử xem công pháp, trưởng pháp, có thể lộ ra ngươi thủ đoạn phong phú về sau cũng có thể vì ngươi tại tham gia tuyển chọn lúc gia tăng chút bị phục ma úy đại nhân nhìn trúng thể đánh bạc. Hạ Vân Lan nói, Ninh Tu cười nói. Tham thì thâm, sở trường là thượng sách, ngươi không hiểu. Nguyên dương quyền tại quan quân doanh bên trong chỉ là một môn đại chúng quyền pháp, người người đều có thể học tập. Theo trong doanh giáo đầu giao phó, môn quyền pháp này chính là đại thương một vị võ đạo ngũ phẩm võ sư sáng tạo, tập luyện người có thể tăng mạnh mẽ huyết khí, rèn này thể phách dù không phải chuyên môn dùng cho thực chiến quyền pháp nhưng nhưng lại có là võ giả mới nhập môn rèn luyện cơ sở tráng thể dưỡng huyết chi diệu hiệu quả một năm luyện quyền xuống tới ninh tu chưa hề sinh qua lớn nhỏ bệnh tình mỗi ngày tinh khí dồi dào tay chân có lực bởi vậy đối cái này nguyên dương quyền phá lợi coi trọng chính là trọng điểm tu luyện võ học phóng nhãn toàn bộ quan quân doanh tại học đồ ở trong nếu muốn nói đến đối nguyên dương quyền tạo nghệ ninh tu nói thứ hai không người nào dám xưng thứ nhất. Cũng coi là một cái kỳ nhân. Chuyên tu một môn nguyên dương quyền, một môn hoành luyện công phu, cái khác võ học công pháp ngươi là một điểm không động vào, thật là quan quân doanh sáng lập đến nay thứ nhất quái nhân. Hạ Vân Lan gật gù đắc ý hít thở dài. Ngay tại hai người nói chuyện phím thời khắc, phụ trách quản lý mảnh này võ đài võ giáo đầu đột nhiên từ đằng xa nhanh chân chạy tới. Nhìn nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt, bản còn thảo luận phục ma úy uy, uy phong đám học đồ lập tức nhau nhau nằm miệng không nói, yên tĩnh chờ đợi võ giáo đầu tuyên bố chuyện quan trọng. Báo danh danh tự người đi với ta một chuyến, những người khác tiếp tục thao luyện, Ninh Tu, Hạ Vân Lan, Lý Thường, Tô Lan Trúc, Vương Tịnh. Trọn vẹn đọc lên hơn 30 danh tự, võ giáo đầu cái này mới ngưng miệng hết hạn. Nghe được mình cùng tên Hạ Vân Lan bị đề cập, Ninh Tu lập tức trong đám người đi ra, quan quân doanh một hướng lấy quân đội phương thức quản lý, ở đây giáo đầu lớn nhất, hết thảy chỉ cần nghe theo giáo đầu mệnh lệnh là được. Mang lên bị mình điểm đến tên hơn 30 vị học đồ, võ giáo đầu lập tức liền rời đi võ đài. Mà còn lại một đám học đồ thì cùng nhìn nhau, biểu lộ phi thường nghi hoặc. Giáo đầu đây là muốn dẫn bọn hắn đi đâu? Sẽ không cần để bọn hắn đi tham dự tuyển chọn đi. Không thể nha, mới vừa rồi bị gọi đến tên người bên trong, có thật nhiều cái cũng không tròn 18, chưa đạt tới tuyển chọn niên kỷ. Chờ bọn hắn trở về lại kỹ càng hỏi một chút tốt. Trong doanh trướng, một tên người mặc huyền ngân tỏa giáp trung niên nhân ngồi tại thủ tòa phía trên. Làm ninh tu một nhóm đi vào doanh trướng nhìn người nọ lúc, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền ngân tỏa giáp, toàn bộ đại thương hoàng triều bên trong chỉ có phục ma tư người sẽ mặc, hôm nay lại có một tên phục ma úy đi vào quan quân doanh, không phải là thật muốn bắt đầu tuyển chọn hay sao? Bái kiến phục ma úy đại nhân. Đám người chấp tay nói. Nghi thức xã giao thì không cần, ta hôm nay đến cũng không phải là tuyển chọn, mà là gần đây trấn yêu ngục khuyết thiếu nhân thủ, muốn theo quan quân doanh bên trong chọn lựa một nhóm học đồ đi qua hỗ trợ, nếu các ngươi có thể ở nơi đó kiên trì một đoạn thời gian, đối xử mọi người viên bổ túc về sau, nhưng trực tiếp đặt vào phục ma tư danh sách, không cần lại tham dự tuyển chọn trấn yêu ngục ninh tu kỳ quái mắt nhìn đứng ở bên cạnh võ giáo đầu lại là chưa từng nghe nói qua nơi này võ giáo đầu bản danh võ nham đã từng thân là phục ma tư thiết mã phục ma úy sau tại một lần ra ngoài chém yêu hành động bên trong bị tà ma đã thương thân thể không cách nào tiếp tục nhậm chức lúc này mới sớm theo phục ma tư về hưu đi vào quan quân doanh bên trong làm một tên giáo đầu chắc hẳn hắn hẳn phải biết trấn yêu ngục sự tình trấn yêu ngục là phục ma tư chuyên môn dùng để giam giữ tà ma địa phương gần đây triêu thiên đô phụ cận tà ma thí dụ tăng nhiều bắt trở lại rất nhiều nhưng hành hình ngục tốt quá ít liền cần tăng phái nhân thủ các ngươi cùng vị đại nhân này tiến về trấn yêu ngục hỗ trợ như có thế kiên trì nổi đợi về sau nhưng trực tiếp gia nhập phục ma tư có thế tỉnh không ít thời gian võ nham giải thích nói hôm nay bị hắn gọi đến tên học đồ đều là hắn ngày bình thường phi thường xem trọng người kế tục. Lần này Phục Ma Tư khó được đến quan quân doanh muốn người, loại này tại Phục Ma úy trước soát mặt cơ hội cũng không thấy nhiều, võ nham tất nhiên là lựa chọn đem ninh tu nhóm người này cho đẩy đi ra. Vâng. Có thể vì Phục Ma Tư làm việc, đây chính là quan quân doanh bên trong sở hữu học đồ mộng tưởng, lúc này một vị Phục Ma úy tự mình tới muốn người, tự nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Thấy mắt trước hơn 30 người đã đến, phục ma úy liền không dừng lại thêm đứng dậy liền đem ninh tu một nhóm cho mang ra quan quân doanh trực tiếp tiến vào phục ma tư tổng bộ phục ma tư tổng bộ liền thiết lập ở đại thương đô thành triêu thiên đô bên trong cùng quan quân doanh bất quá tường ngăn xa để ninh tu tuyệt đối không ngờ rằng chính là trấn yêu ngục vậy mà ở vào triêu thiên đô dưới mặt đất là một chỗ hoàn toàn không thấy ánh mặt trời chỗ một đường đi theo tên kia phục ma úy đi xuống ngàn tầng cầu thang xuyên qua mấy chục đạo nặng ngàn cân miệng cống một đoàn người mới đến đến trấn yêu ngục cửa vào nơi đây cửa chính là gan hổ khẩu hình dạng trên cửa treo sắt biển trấn yêu hai chữ chỉ dựa vào bó đuốc ngọn đèn chiếu sáng bầu không khí cực kỳ âm trầm đi vào đi bên trong có người sẽ an bài các ngươi làm việc đợi nghiêm túc sống qua khoảng thời gian này ta sẽ đích thân mang các ngươi gia nhập phục ma tư đứng tại hổ khẩu ngoài cửa phục ma úy vẫn chưa có muốn đi vào nội bộ ý tứ mà là đối ninh tu mấy người nói. Đa tạ đại nhân. Đám người không có cách nào, đành phải làm theo, đợi cáo biệt phục ma úy đi vào trấn yêu ngục, Hạ Vân Lan lập tức đi đến ninh tu bên người kích động nói ra. Không nghĩ tới ta lần này vậy mà có thể vì phục ma tư làm việc, còn tiếp xúc đến trấn yêu ngục cái này các ngoại nhân không biết tồn tại, ninh tu, xem ra chúng ta lần này khoảng cách trở thành phục ma úy thời gian không xa. Hành sự cẩn thận, trấn yêu ngục bên trong đang đóng có thế tất cả đều là tà ma hại người thủ đoạn khó có thể tưởng tượng người chớ muốn cao hứng quá sớm ninh tu thấp giọng nói ngày thường tại quan quân doanh bên trong trừ luyện tập cơ sở quyền pháp bên ngoài ninh tu thường làm nhất sự tình liền là nhìn đọc trong doanh trại thư tịch ở trong đó ghi chép không ít có quan hệ với tà ma sự tình tỉ như có một loại tà ma tên là điểm có thế trong mộng giết người thủ đoạn vô thanh vô tức khó mà phát giác có một loại tà ma tên là tranh quỷ, chính là lão hổ ăn hết nhân hồn phách biến thành, bọn họ lại biến thành lão hổ nô bộc, lừa gạt vô tội người qua đường mắc câu, khiến cho bị lão hổ ăn hết. Có một loại tà ma tên là dạ đề tiểu nhi, là chết yểu tiểu hài sau khi chết biến thành, hình như nhi đồng, thường tại ban đêm xuất hiện, yêu thích tại hài đồng trên giường chơi đùa, khiến cho hài đồng trong đêm không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ, nếu như không đem xua đuổi, hài đồng liền sẽ bệnh nặng một trận chính là bởi vì nhìn qua trong sách giới thiệu, Ninh Tu mới không có biểu hiện được giống Hạ Vân Lan kích động như vậy, phản mà phi thường cẩn thận. Lần này tới đến trấn yêu ngục giúp phục ma tư làm việc, khả năng cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa đi vào trấn yêu ngục, một ngục tốt mặt đại hán liền đi tới, đang đánh giá ninh tu bọn người một phen về sau, hắn lên tiếng nói ra. Đều là đến giúp đỡ A, hoàng khu số 17 đến số 132 nhà tù, mỗi người các ngươi tùy ý chọn tuyển một gian, chỉ cần sự quyết rơi phòng giam bên trong giam giữ lấy tà ma liền có thể, xong việc sau hôm nay liền có thể nghỉ ngơi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.